Hello cả nhà, hôm ngày 4-5 ngày không ra clip. Lý do mình bị bệnh đó mọi người, sôi mũi với đau họng. Ở nhà không à, không đi đâu hết trơn. Bữa nay thì phải khỏe, chạy qua anh Tú. Và ổng nhờ mình, kêu mình mua miếng thịt trâu. Mình thì mua trọng cái nạm trâu với một miếng cái gì ta, hột vịt lộn. Qua chơi với ổng. Đây là trên đường, mình đang đi trên đường chạy xe qua ổng. Từ đoạn đường nhà mình qua nhà ổng thì cũng hơi xa mọi người, chứ nó cũng không có gần gì mấy. Phải qua cầu rồi tùm lum tà lá hết trơn. Bây giờ có cầu thì tiện hơn, hồi đó là phải đi qua đò nữa đó. Bây giờ đang buổi trưa, vắng tanh nè, ngoài đường, không ai ra đường hết trơn. Có anh Danh gửi cho anh 500 ngàn. Người như sẵn đây anh cũng cảm ơn anh Danh. Cái khoản tiền 500 ngàn cũng chân thành cảm ơn anh Danh nhiều lắm. Gửi cho anh để cho mua đồ ăn, đồ cho thằng Hào đồ ăn nữa đó. Bánh trái đồ. Em cũng cảm ơn anh Danh nha. Anh Danh Danh Lương. Khỏe không? Không gặp khỏe không? Mới lội đi bắt ông ở đây mà không có gì. Mới về cái chắc lúc đi ấy thì nghe mày gọi đó, thì bắt ông ở đâu? Bắt vòng vòng bên đường đất sét ở nhà thờ quá. Nhà thờ đất sét á. Trưa nắng quá. Hôm gà bệnh quá trời. Xả mình luộc hả ta? Rồi xả vô trong cái nồi mua cục nó đó. Cái cục đó là cục gì, găng cháo ghê cái gì, bao gan hay gì á. Mà bao gan nó nằm ở ngoài miếng gan, bao gan. Chắc bao gan á. Thì nó chắc nó nằm ở ngoài miếng gan. Sao mà trâu sao mình toàn mình luộc xả không vậy ta? Cái bà bán tôi á, tôi hỏi bà là cái món này á là có mình làm cái gì được. Bà mới nói là cái này đem đi kho. Kho được không ta? Ăn cũng được, thịt nó cũng ngon mà luộc xả làm ăn nó dẫn là luộc xả là bà, nhất. Bà nói là cái món này cái này đừng có xào, xào nó cứng lắm mà không được. Thì luộc xả là nó ngon nhất, là luộc châu rồi. Luộc con mẻ ngon nhất. Làm con mẻ cay. Bây giờ ta. Ây da. Con chó nó cắn cái vết thương. Sao mày cắn gì cây? Đây bắt nước lên sẵn rồi nè mọi người. Đó, chị dịp bỏ xả lên là bỏ trâu vô luôn. Chắc mình bỏ trâu vô trước luôn nha chị ơi. Để nó sợ nước ít rồi ta không có chút xíu vậy hồi nó còn gánh ta. Không, tại em sợ cái cục này nó cứng á. Cái này bao gan mà sợ nó ăn cứng á, sao mình bỏ vô trước đi. Nước ít quá vậy. Thấy nước ít. Mình khỏi cần đợi sôi, mình để vô. Những đồng vợ đồng chồng tráp biển đông mới cả. Tôi có nhậu với ông đâu, tại tôi làm vậy. Hai vợ chồng mình thúm nhau làm. Trời ơi, vui mà lại vừa nó được việc nữa. Trời ơi, hai vợ chồng mình. Nghe nó nổi ra. Nổi ra dịch hết trơn nghe. Nổi cục bên này trời. Có nghe cái câu mà muốn mặn đừng cay chưa, xin đừng bỏ anh chưa? Trời giống ông ngoại đó nữa, ổng lẫn ông nói gì vậy ông? Nói sao? Ông nói ra muối mặn đừng cay xin đừng bỏ anh. Rồi sao nữa? Thì chỉ có nhiều đó thôi, là như là tình nhiều thương mến thương đó. Ớt nhiều cái ông nói cái gì đây nào, cái ông nấu thì mình nó tức quá trời. Nhưng không ông nấu tôi nghe mắc cười lắm kìa, nghe mùi lắm thì tôi quên mất tiêu tức không. Ông nói cái gì đây nè cũng tựa nha ông, mà không phải gì ông nói cái gì gừng cay muối mặn cái gì nữa. Gừng cay muối mặn thì xin đừng bỏ em, hoặc là đừng bỏ ổng. Chứ hai người nó nói gì qua lại vậy thôi. Cũng như ổng thì xin đừng bỏ em. Còn mẹ có niêm chưa chế? Niêm rồi, ăn niêm rồi. Ăn niêm. Niêm rồi. Có cho cái mẹ ăn không vậy chứ ăn không ghê chứ. Có anh mới cho đó. Mới cho chứ không cho là để lâu nó dài à. Nó bị hư luôn. Chắc bà coi cô bác mà còn cảm giác mà cái vụ mà nhà đất kiểu này không nghe.
mát mẻ chắc nguyên vợ chồng con cái qua bên đây ở hết trơn rồi. Bên đó bên đây nó mát rồi mọi người, vừa nhà lá đó, ở dưới thì đất. Buổi trưa chưa cây cỏ lá lú. Buổi trưa chưa nắng thì qua bên đây nằm là ngon lành luôn. Trời ta ra nắng chút nó gác tay. Trứng vịt lộn đó Hào. Ừ. Con chúng nó ăn trứng chơi. Trứng vịt lộn. Hộp vịt lộn cũng được. Mày nâng xong á, cái vỏ đó mình phải bóp lại nha. Bóp lại cho nó nát ra. Con biết bóp chi không? Con mà không bóp lại sau này xuống Diêm Vương mình đi gánh nước bằng cái đó đó. Sao con nói gì không coi chú nghe không rõ. Ăn rồi bóp vỏ lại hả chú nhớ. Diêm Vương bắt hồn gì. Nó chơi thôi. Bóp vỏ không chết lại chi. Tại ông bà xưa người ta nói chơi vậy đó. Ông không bóp lại sao này xuống Diêm Vương gánh nước bằng cái đó không. Bằng cái nhân vật. Lại hết tiền cũng còn gạo nấu ăn. Mua gạo dự trữ sẵn nha. Người ta có ruộng thì người ta khỏi lo, người ta có lúa đồ. Còn mình không có ruộng thì mình có tiền thì mình chỉ có mua gạo để dành sẵn nấu ăn. Mấy bà bán gạo bà nói thủ gì chắc ăn á. Cái cục này bự quá trời biết nào chín nữa trời. Không biết nãy cắt ra làm hai cho nó mau á, sợ trong nó còn. Nhúng rau đắng đắt này luôn. Ngon nè ha, mày nhúng rau đắng đắt coi chừng ăn được đó. Ngon quá ta. Anh lựa từ chòm non này sao cũng đó chứ không phải mà kiểu như nhổ vô tính rồi. Già là tôi không có nhổ được. Cái ông kia già rồi, non già giọng cũng làm gáo được hết trơn. Ừ. Ăn kỹ lắm. Nhổ phải nhổ rồi. Ừ, ngon được. Để ngồi cái đó chín. Ngồi lại ngồi ăn chơi chứ. Luộc mẹ. Cùng mẹ mà làm bỏ một miếng đường ha, vừa mà ngọt quá cũng không ngon, lộn miếng là vừa. Hơn tuần rồi. Đâu? Coi hành quả ơi. Hồng quá. Đang bén nè. Hồng quá anh em ơi. Bắt đầu gấp ra, đang sắp ra anh em dùng. Ê, bỏ rau đắng vô nhúng. Tụi bỏ vô nhúng liền á, chạy lại. À? Ông lấy đũa, ông quậy đi cho nó đựng. Coi, đây là cái này nó chín này. Trời sao cứng như cây vậy? Cái đó ông chắc hơi nhỏ nhỏ mịn mịn chứ. Cái đó tôi buộc coi bộ chắc dai dữ đỡ rồi nha. Cái không dai gì mấy đâu, mình có luộc mình luộc cờ. Nãy mình có bỏ cái mẻ vô chắc có thể nó không dai. Không nè. Mình đừng chảy nước miếng nha mày. Thôi nước miếng lòng thòng luôn đi. Ôi coi coi nó có lòng cầm không. Ồ coi đáng chín rồi đó. Ok. Thôi sao ông không sắc mẹ hết, hầu khỏi sắc nữa. Ra ngồi ăn chơi. Ra ngồi ăn nè chế. Nè chứ ngồi chút cái ly đi. Ôi mắc cỡ. Có sao đâu. Đó, sao đây ngồi ăn có gì đâu mắc cỡ. Nè ngồi ăn trâu, lấy cái chén với cái đồ đũa thôi chứ. Vô. Gì đâu mắc cỡ, mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Vô luôn, cả nhà ơi. Anh em ơi. Lâu quá, 4-5 ngày rồi không có lên video. Mắc cỡ quá mà cho tôi già như này. Nè ngồi đây đi. Đây đi, có gì đâu. Nè ngồi đây nè. Ngồi ăn đi, gia đình mình mà. Ôi, già già lên mắc
cổng. Rồi mắc cỡ, làm gì mắc cỡ, mình đâu có làm gì vậy đâu mà mắc cỡ. Ta thấy lên huyện xấu lắm. Có ai đẹp đâu. Có cái mũ. Này nó xà lịa rồi, nó mấy cái cục mở mở cái nó ra mà cọn cọn hơn cọn, nó dính vô miệng mình à. Ăn này nó lúc đầu nó ngon mà khúc sau sau từ từ nó mới có gấp ra đọt ra mà nó vậy đó. Cái này phải ăn lò mới được rồi. Nó là gió à? Ừ. Được rồi, trời anh này cởi đi con nào mở được anh à? Làm được chân à? Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng hoa. Trời ơi, màu chú khỉ khô không kì. Đôi lần chú khó nghe thương lương nữa. Mình ăn lẩu bằng cái lò củi đi. Ủa ngày xưa tao không biết ta ăn lẩu cũng ăn lò củi hay ta hay là sao ta? Vậy chứ vậy. Ta cũng lấy cái lò đó. Ta có thể lò xô không nổi ơi? Ông nhớ cái lò xô không? Biết lò xô. Cái lò xô cái... chăm dầu vô, dầu lửa. Mà tính ra cái lò xô chứ nó tiện hơn cái lò củi mà đều cái lò xô á nấu ăn sao nó hôi quá à, nó hôi ba cái dầu gì quá à. Dầu lửa, nó hôi cái mùi gì nó khó chịu chết, vô cái lò xô mà mở lên nó hôi. Đâu có bằng dầu cái lửa. Củi này đâu. Mà tôi thấy cái lò xô nó cũng an toàn á. Nó cũng ít có thực đồ bậy bạ lắm. Có bếp ga mới ấn, cho lò xô không đến nổi. Không, gà. Cái bếp còn á, còn cục á, là tôi thấy là cái đó cái bếp đó là an toàn nhất đó. Dịch thì còn chưa chín. Chờ đi nãy chút nữa đi, tại chờ cho nó mở cho nó ra. Để đóng cục lại, mở. Là cái mở rồi đấy, mà nó cái này nó như là cái sáp ong trời. Cái lỗ này nè. Hỏi gì sao ăn được ông nội? Ờ, cái sáp ong mà nếu mà nó nguội gọn cái nó bị nó vừa ngán mà nó vừa không ngon nữa. Nó bị bó cái miệng à, cái quên nó biết mà nói. Cái đàn ong mặt, quên nó cái sáp. Đàn ong mặt đằng đó đó, mình vừa để nguội cái là nó bị ăn nó dính ra. Quên nói gì đâu mà. Không bậy bạ gì đâu. Những ngày tháng mong xin trả lại em. Con đường đến qua sơ hay quên tên. Gặp vô nó không? Ơ, đắng quá. Sao ăn đắng hết cơ mà nó lúc này cái miệng nó còn lạc lạc đắng nó không ngon. Cho công chúa ăn rồi. Công chúa hả? Ừ. Công chúa đâu? Bên đó mà. Bả là bả ăn rau cũng thầy đó mà. Bà với ông Tấn ở trong nhà chứ ăn rau chứ ăn gỗ ăn không đủ à. Ăn chị ăn rau chứ. Ở trong nhà chắc mấy ông gà chắc vòng vòng mày không còn cộng nó ra đâu. Đốt gửi cho mất tiền chứ. Làm như tôi với anh Tấn con cháu cũng bằng mà tôi ăn rau như nhiều không. Rau
sao nó đói ra, đói ăn rau mà cái đau nó thúc à. Ở ngày mấy cái xe nó làm cục 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 hoài à. Bữa nào mày lỡ quay phim á, mình nói với mấy người đó lại trước ông Tú, nó bữa nay nó quay phim rồi nha, đừng có làm cục 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 nữa, ôm sùm cho đất hết trơn. Chuyện nhà của mình mà sao mình dám nói đất cát của người ta, mình không có nói được đâu. Nói mình vậy, ta cái quyền lợi của người ta mà nó, mình đâu có nói được đâu, đâu có dám nói. Bây giờ với nói gì cũng nội. Chạy cũng không nổi vậy mà mọi người. Ờ, đi cũng muốn không nổi vậy, cục mỡ nó quăng qua quăng lại cái nọng hết trước. Đó, đó. Nay mai nó nặng hơn Tú luôn á. Ẩm giờ tôi ẩm nhắm lên muốn hết nổi rồi, nó nặng quá trời. Nó hết lớn là gì rồi? Còn mập nữa chứ hết cho ông. Trời ơi trời, có thể mấy chục ký luôn. Đương mà đương chó tơ mà đương lớn mà. Có cái con chó gì đâu đó quay lên trên đài mà nó xé xác mấy đứa học sinh. Chắc biết buồn quá. Chó nước ngoài sáu mươi mấy bảy chục ký đó. Chó nước ngoài. Chứ có chó không giữ rồi, thấy là có chó pitbull mà nó không giữ rồi. Nên tại sao mấy bảy chục ký đâu. Ở bên nước Việt Nam mình nè, ông kia ông đi uống cà phê quay lên cái tin tức bê công này nè. Ông dẫn theo. Ông dẫn theo. Mà cũng dẫn sợi dây xích dẫn theo vậy đó. Mà uống cà phê quá. Trao sơ hở rồi mà buông ra rồi. Ông nó giặt còn chết, đừng nói chi vẫn nít. Sáu bảy chục ký mà. Ờ, ông nó giặt còn chết đó đó. Chết người ta ha, mình lớn đừng còn chết. Dòng Hứa Châu mà tổng hạng căng cho nó thử ơi, nó giặt không chết nó sợ á. Đúng rồi, nó cắn ở trong ngàn ổ còn sao ai sống nổi. Nó với thì cần cổ thì nó không bằng mấy con khác đâu, nếu mà so thì cắn cổ có con báo với cọp được á, nó canh ngàn cổ không à. Cắn ngay là máu. Con chó mà nó hung dữ là nó giật là đa số là anh thấy là nó cạp cái chân cái cổ họng này, quất cái chân cổ họng này nè, làm sao con nào mà sống cho nó. Cái là lụm quốc cây lụm rồi. Con nó là nặng căng hơn nó đó. Với con cọp á, con cọp nó ưa giật mấy cái con kia, con nai hung ruộng cắt ngàn cổ. Con cọp á là lại thêm là nó có cái là bốn cái móng vuốt nó cây nữa. Nó tán, nó gấu đâu cái là dính đó, nó gấu cái là dính thịt đó. Rồi lại thêm cái răng nanh của nó bốn cây là nó để vô cái là cái gạo liền à. Con cọp thì được cái nó tán, nó tán cái là xỉn niễn á. Gốm lắm. Nhờ là móng vuốt đối với răng nanh đó. Êm không? Ok phải không? Muối nó chưa tan, tao cắn cái cục muối mặn quá. Trời cũng đâu, mày lấy cái này bỏ vô nó nóng ngon rồi. Rồi mày đẩy vô ngay chân cái cục muối. Mày muối vô cái chân cục muối thì phải rồi. Cái đó là mới đã đó. Đã muốn chết. Muối mình chơi muối mà muối cái dạng muối muối hộp đó là muối bình bình mình á, muối iốt đó. Nó màu tan, muối này nó lòng tan. Tôi kẹt kém rồi. Bị răng yếu quá hết ra con nhỏ nữa. Vậy là chắc cuốc rồi. Đi ra. Ê, không có khổ nha, chồm vô máu quýnh nha con. Con trai Út. Trai này không có chữ Út đâu. Hả? Không phải chữ Út. Nó hả? Má nuôi nó còn chơi gì? Còn nuôi còn hơn con nó đang chạy. Con nó bỏ ra đâu? Chơi Út, con này chơi cả. Bỏ đâu? Chơi cả. Nhưng mà không có con nó đèn này chơi Út. Ừ, chơi cả. Con kia Út quá. Con nữa con kia Út quá. Con kia là Út lép. Quá trời nó lép. Nó đẹp. Cho tới dài thương ngày xưa nó khổ muốn chết luôn mà nghĩ mấy ổng luôn hay mà ta làm thầy làm bà đâu được. Cực kỳ lắm, ra đường đi không khó, không có đường đi nữa rồi lại đi có gian xuồng gian mái rồi đi lộ bộ mà có thể mà ta còn làm được thầy giáo nghĩ mấy ông có thầy được. Đi xe đạp không? À, xe đạp mà không có tiền mà mua nữa. Ờ, đi đó. Bộ đi bà. Hồi lúc mà có khoảng 40 năm về trước là cái chiếc xe đạp là cũng một cái tài sản đó, chứ cái vô tiếng đó, vô tiếng trắng đen đó cũng một cái tài sản đó chứ đừng nói cái tivi cái là coi cái sớm. Lúc đi lại câu vậy mà ai đi trước thì được vô rồi ngồi trong, mà ai đi ấy là đứng ở ngoài không, rồi đó anh đứng ở ngoài đa số đứng ngoài á, nhầm cái cây đâu bự bự trèo lên cái cây dòm á,
Thì kể ông nghe, cái thời của tôi cũng có vậy. Thời của ông thì dữ hơn là đúng rồi, mà thời của tôi cũng có luôn. Thời cái thời của tôi cũng bị hạch vậy nè. Coi những bộ phim mà của tôi nghe á, có nhiều duyên. Coi những bộ phim của TVB mọi người xưa á, cái là hoặc là Trung Nguyên kiếm khách, tôi chịu thiên hào, tương mã vô tình đâu vô địch rồi đó ha. Người nào mà có cái tivi là ngon, chuyên gia đi giấu dép. Có người thì giấu dép. Có thằng này nó có phim mà nó ngồi chỗ này nè, ông kia đuổi ra về nó bắt cười hoài à. Nhớ vậy cái chuyện mình mà thằng đó nó bị đuổi về á, là nó vô duyên nhất trên đời, nó bắt cười thằng đó nữa. Nó làm à, nó chép cái miệng á, nó ăn cục kẹo á, nó chép xin lỗi, thì quýnh nó chép ông đuổi về nghe thấy ghét quá, đuổi về tại nhà ta, ta có quyền chép nghe nó ăn lúc chép rồi đuổi về rồi đi học đi coi bà con phim á, ở nhà tối mới cho ngủ, đi ngủ cái chuyện mà cha mẹ thì kêu đi ngủ. Thì thời em coi lúc trước có đi đút đút không hay là không đút đút. Rồi cái sao không, ở nhà kêu đi ngủ đúng không? Không cho đi chơi ban đêm, lén đi chơi mới làm cách nào không, đặt cây chuối cái bỏ lên trên giường á, đắp mền lại cho cây chuối, nhìn như cha mẹ nhìn thấy cái là tính là thằng này nó còn trong nhà, đặt ra cây chuối chơi chơi cái bôn luôn. Cha mẹ không cho mình đi câu kia nữa phải không, không cho đi chơi ban đêm á, rồi trốn đi rồi chặt cây chuối bỏ lên giường chùm mền lại. Đúng rồi, nó cũng khổ em ơi, đâu có gối có bọng gì đâu, cái gì đốt cây chuối vô phải rồi. Hồi đó có gối ôm có gì cơ. Hồi đó anh nè đẻo cái trái dừa điếc là nằm nè, có cái gối đâu có lấy cái trái dừa điếc là đẻo rồi nằm nghĩ kìa, cái lâu ngày á mình ở dơ không giặt nó, trời ơi nó đâm ten luôn. Lấy cái mà như ba cái quần mà cũ cũ rồi đó, bắt đầu cái bịch lại trên cái trái dừa đó, bắt đầu cái đè nằm chút dĩ cũng vắng muốn khay cây à. Mới nói chung là chưa có giấy hai trên đó đúng không? Giấy hay sinh có đàng hoàng, bây giờ còn ba đứa bốn đứa ba đứa ba miếng thôi. Ý mình nói bây giờ nó có làm được làm căn cứ này nọ được gì không, bình thường không? Chưa có làm nữa, tôi tới giờ thấy vậy rồi còn chưa có làm luôn. Tôi thấy tôi cũng nản quá, cái mấy ổng biểu đi bên xuống bệnh viện Bạc Liêu bên xét nghiệm pha tâm thần, xét nghiệm máu, mấy ổng biểu rồi chị xét nghiệm đi rồi đem cái giấy đó về. Tôi coi rồi tùy theo trường hợp của bác sĩ xét nghiệm á, rồi nặng nhẹ tôi làm cho đặng hưởng trợ cấp, chế độ trợ cấp lương. Rồi cái bắt đầu cái thằng đến lần này nè, thằng đó làm bên chăm sóc sức khỏe mà người no, chất độc da cam á, nhưng phát tiền cho cụ già rồi đó. Cái tôi xét nghiệm về rồi, cái ông bác sĩ xét nghiệm ổng nói anh ơi, hồi nào giờ anh chưa có mần giấy được hưởng trợ cấp lần nào phải không, chuyến này là về anh lãnh là được nhiều tiền lắm đó anh nghe. Ông nói tôi cũng mừng cho anh á, từ mấy chục triệu đó bị nào giờ chưa có mần, cái biểu về cái đưa hồ sơ cho nó, cái nó đem ra xã nó biết bao lâu cũng cỡ mấy tháng, cái nó nói bày chị ơi, mấy ổng nói giờ không được vào biểu tôi á, phải đem thẳng lên bệnh viện Chợ Gãy bên khoa xét nghiệm mà tâm thần á. Chú coi tôi nghèo vậy rồi tiền đâu mà tôi đi, cũng mấy ổng rồi đợt đó cũng người ta cho con heo bán được triệu mấy cũng hộ nghèo, rồi cái bán được cái tôi bao được mua được đâu chỉ vàng bán đứt năm phân vàng bao xe lỗ luôn, đèn dưới này chở đi lỗ khúc luôn.